hôm nay mình làm clip quay về cái kỹ thuật nhổ cà bằng Ba Lan. Thì qua clip này bà con xem thì nếu mà nhà ai có ít cà phê á thì có vài cây á, để khỏi mấy công tốn công mà đào á, thì tôi nhổ bằng Ba Lan cho đỡ phải mất sức, mà một phần nó đứt hết rễ nữa, khỏi mấy công đào lâu tốn thời gian. Thì Ba Lan chúng ta nhổ thì cây tầm khoảng có 10-15 phút, mà nếu nó đào cũng mất cả tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Nên cái qua clip này chúng ta mình hướng dẫn cho bà con nhổ cà bằng Ba Lan, nhất là việc để nhổ cho khỏi bị lúng á, nhổ cà phê khỏi bị lúng thì ta chọn những miếng dán nè, ta kê kìm vào chân cho nó chắc. Sau đó thì móc tời lên, thì cột vào góc thôi, xích thì bám móc cho chặt chặt vào góc á. Thì nếu ai người sức khỏe mạnh á, thì mình kéo rất là nhanh. Tay clip này thì chị gái này thì cũng mạnh, nên chị kéo. Còn anh trai này thì anh cột tời thôi. Qua cái vườn này thì mình càng mình nâng xấu quá, mới giò này nó cỏi rồi tiêu không lên được, giờ nhỏ để trồng cây bơ hay là cái thủ yên vào những cái tổ này, nên bà con tham khảo clip này. Hồi xưa chúng ta thì không có máy móc có thì đào, nhưng giờ hiện đại thì toàn ra nhỏ bằng máy không là máy múc. Thì hôm trước cũng có quay clip máy múc cho bà con xem rồi, hôm nay thì tay có mấy cái cạn quá nên nhổ bằng Ba Lan, nên bà con xem clip này đăng ký kênh. Cơm về đó nha. Rồi. Ông Vũ Anh dễ khét quá lắm. Lên.
Dạ. Anh ở dưới Hà Lan à? Trường. Lên rồi, lên rồi. Đường dầu đi mỏ là sướng à. Đường dầu đi mỏ là sướng à. Giờ nó mới đùng vô được chút xíu à. Thì đây nè. Thế đang đùng ngay chỗ cứ đang được chút xíu à. Chắc đùng gần được cây số à. Đùng vô à. Đường nè, nó bỏ đường đâm xuống nữa à. Phải mở đường đâm xuống nữa.
ngã không?